Kính chào quý bà con nông dân, tôi là Đại, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Phú Đông. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2024. Tôi cùng toàn thể anh em công ty ghé thăm ruộng ớt 445 tại Tân Sơn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đây là trong những vùng khí hậu rất là khắc nghiệt đối với cái cây trồng và đặc biệt là cây ớt. Và mùa này nữa cũng là một cái mùa mà mùa nghịch thì cây nó rất là dễ mà bệnh và rất là dễ bị nấm. Nhưng mà cái ớt 445 thì nó có những ưu việt sau. Sau đây tôi giới thiệu về những đặc tính về sinh trưởng. Là cây sinh trưởng rất là khỏe và tốt. Mà chúng ta thấy này, phần lá rất là xum xuê. Đó. Và cái thứ hai, là cây đây cho chúng ta thấy đây là đối với cây ớt thì nó cần phải có cái độ mức độ là phân cành phân nhánh tốt. Thì đây là 445 cũng đáp ứng cho chúng ta thấy cái độ phân cành phân nhánh rất là tốt. Đây. Và hiện tại là đã ớt này đang thu hoạch là được lứa thứ 5. Đó, nhưng mà chúng ta thấy này, cây rất là sạch bệnh. À. À. Về đây là khả năng sinh trưởng cho chúng ta thấy đây. Đó. Độ phân cành phân nhánh của cây rất là tốt, rất là khỏe. Đây là mức độ về sinh trưởng của cây. Và thứ hai đó là về hình dạng quả và màu sắc quả. Đây chúng ta đang thấy đây là ớt chín thì và đây là cái tầng ớt trái dưới. Thì chúng ta thấy đây là ớt, đây là phân khúc từ 8 đến 10 cm. Đây là thị trường dành cho thị trường của miền Trung. Đây là phân khúc là dành cho đi xuất khẩu đi Trung Quốc và những các nước khác. Thì cái ớt này được cái là có những ưu việt về trái như sau: màu sắc chín đỏ tươi đẹp, cuốn chắc khỏe to và độ kháng bệnh cuốn rất là tốt, sạch bệnh trên cuốn. Đây là một những cái ưu thế để chúng ta đi thị trường xuất khẩu này. Và chúng ta đã thấy và lên trên được cái nữa, khi mà cái trái lên trên thì chúng ta lại vẫn giữ được ổn định về dạng quả là ít cong, trái suông thẳng đều đẹp, trái to và không bị tụt trái. Đây là có một ưu việt về cái những cái này thì nó sẽ đáp ứng chúng ta là được là năng suất của cây là luôn luôn là giữ ổn định. Và cái ruộng này là hiện tại là gần 1 hectare.